Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay sẽ hơi khác thường lệ một chút. Nó sẽ là về một đam mê mới của mình, đó chính là móc len. Ok, chúng ta cùng bắt đầu thôi nhé. Có thể hình dung rõ hơn về chiếc áo này thì bạn nên phác thảo ra giấy, tính toán số mũi kim. Tuy nhiên khi thực hành thì không thể tránh khỏi việc sai số. Nếu mà bạn muốn có một chiếc áo giống như mình thì có thể bỏ qua bước này và bắt đầu luôn. Chiếc áo này gần như chỉ che được ở phần trước, cho nên là bạn cần tính toán sao cho vừa với số đo cơ thể của bạn. Vì ngực mình khá là bé nên là mình làm chiếc áo này khá là nhỏ. Bạn có thể dựa vào các số liệu của mình để tăng thêm số mũi cho chiếc áo của bạn. Vì mình không phải là người hướng dẫn chuyên nghiệp, cho nên các bạn trước khi bắt đầu làm cần phải nắm rõ các kiến thức cơ bản trong việc móc len, ví dụ như là mũi đơn, mũi kép. Mình vừa móc xong 50 mũi cho phần cạnh của chiếc áo. Bây giờ mình sẽ móc thêm một mũi nữa để bắt đầu với phần mũi đơn. Mình sẽ bắt đầu ở chân móc thứ hai tính từ móc vừa rồi. Đây bạn sẽ móc ở phần chân móc kế tiếp và làm đến hết dây. Khi đã hoàn thành phần mũi đơn thì bạn sẽ lên thêm một mũi và lật ngược lại. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu với phần mũi kép của áo. Đầu tiên thì mình sẽ móc 7 mũi kép với màu len màu đen. Ở phần mũi len thứ 7 thì mình chỉ móc nửa mũi chứ không móc hết cả mũi. Sẽ lấy mũi len đầu tiên với len trắng. Mình sẽ móc len trắng vào nửa mũi đen còn lại. Từ đây thì mình sẽ móc 6 mũi kép trắng. Phần len màu đen thì mình sẽ chèn ở giữa. Len sẽ để song song với những cái phần mà mình đã móc. Mình sẽ đổi màu len sang thành màu đen và bắt đầu lại lên lại 6 mũi ghép đen. Đây thì bạn sẽ bắt đầu lặp lại tất cả các bước và bạn sẽ móc đến hết dây. Nếu mà đến hết dây bạn còn lại một chân móc thì chứng tỏ bạn đã làm đúng. Tất cả những dòng còn lại mình làm thì chân móc cuối cùng luôn là màu đen vì đây sẽ là viền của phần áo. Mình vừa làm xong dòng đầu tiên của chiếc áo, bây giờ các bạn sẽ lặp lại các bước. Đầu tiên thì các bạn sẽ lên thêm một mũi và sẽ tiếp tục móc theo những gì mình đã hướng dẫn ở trước. Chiếc áo này thì sẽ có hai mặt, mặt ngoài và mặt trong. Mặt trong thì sẽ là cái mặt mà mình để mình giấu phần len. Tại vì là cái mặt này nó sẽ hơi xấu một chút, nhưng mà mình không có sâu da nên là cũng không sao hết. Thì đây là cách mình giấu cái phần len còn lại. Nó sẽ được giấu ở phần phía sau. Các bạn lưu ý là khi mà mình móc ở phía mặt sau như này thì cái mặt trước nó sẽ bị lộ cái phần len không mình không dùng. Mình sẽ kéo cái phần len này, kéo nhẹ phần len này, để cho những cái phần len màu đen nó sẽ được khít lại vào nhau. Tương tự với mặt phía trước thì mình cũng sẽ giấu cái phần len còn lại vào ở mặt trong chứ không giấu ở mặt ngoài. Mình đã vừa hoàn thành xong tổng cộng 64 ô. Bây giờ mình sẽ hoàn thành nốt phần viền của chiếc áo, nữa là chúng ta đã xong. Ở phần viền này thì chúng ta không cần dùng đến màu trắng mà chỉ cần mỗi màu đen, cho nên là mình sẽ cắt bỏ cái phần màu trắng đi. Ở phần mũi đầu tiên thì chúng ta vẫn làm như cũ, và từ sau đấy thì mình chỉ dùng mũi màu đen thôi.
ở hai đường viền bên cạnh thì mình sẽ lên những mũi đơn chứ không lên mũi kép. Và thế là mình đã hoàn thành xong phần áo. Tiếp theo mình sẽ hoàn thành nốt phần dây cho chiếc áo của mình. Mình sẽ móc cái phần dây áo dài tầm 150 đến 180cm. Khi mà mình làm phần dây nó dài thì mình có thể tạo nhiều kiểu cho chiếc áo của mình. Sau khi đã hoàn thành xong phần dây thì mình sẽ luồn cái phần dây này vào ba cái góc của chiếc áo. Bạn cũng có thể sáng tạo thêm nhiều kiểu dây khác. Ví dụ như là luồn ở hai cái phần góc ô thứ ba thì trong chiếc áo nó sẽ lạ hơn.